Xin chào tất cả mọi người, con tên là Phúc Khang, năm nay con 10 tuổi. Sau đây con sẽ nói 4 lời tuyên thệ. Tôi can đảm và luôn quyết tâm. Tôi trách nhiệm và luôn phục vụ. Tôi yêu thương và luôn tôn trọng. Tôi kỷ luật với chính tôi. Yes, yes, yes. Sau đây con sẽ trình bài bài hát I love you mommy với mẹ con. I love you, mommy, my sweet, sweet mommy. You make me happy when